Hello, xin chào các bạn, các anh em nha. Hôm nay ngày Chủ nhật thì mình lên clip này. Chúc anh em ngày Chủ nhật thật là vui vẻ, thư giãn. Hôm nay mình chia sẻ với anh em về cái bé cá Quyết Long mà trong những ngày vừa qua bị bệnh nấm nặng và sù vẩy đó các bạn. Thì trong thời gian 5 ngày vừa rồi mình có cập nhật hai cái clip về tình trạng bệnh của cái bé cá này và cái quá trình điều trị. Thì đến hôm nay là 5 ngày đó các bạn. Thì riêng các anh em luôn bị mắc phải cái việc mà cá mình bị bệnh đó các bạn. Thì hai cái clip vừa rồi đó mình cũng chia sẻ rất là cụ thể thực tế luôn cái một trong những bé Quyết Long mình đang nuôi nó bệnh. Đó, và mình chia sẻ ngay với các bạn là cái hướng điều trị và cách theo dõi như thế nào để xem nó có hiệu quả hay không. Thì các bạn nào chưa có xem á, thì mời các bạn xem lại trong 5 ngày gần đây có hai cái clip về bé cá này. Về cái cách điều trị, cách dùng thuốc và những cái sự phối hợp như thế nào và cái quá trình nó tiến triển ra làm sao. Mời các bạn xem qua nha, chia sẻ với các bạn để anh em mình có thêm cái dữ liệu này. Thì hôm nay là ngày thứ 5 á các bạn. Thì lát đây mình sẽ cập nhật về tiến trình của ngày hôm nay, mình mới vừa quay video xong. Và lại thêm một cái việc mình rất là bất ngờ phát sinh nữa về cái bé cá này. Đó thì mình sẽ cập nhật luôn cho các bạn xem trong cái clip sắp tới đây mình chia sẻ với các bạn. Thì để chuẩn bị vào cái clip á, thì mình chia sẻ với các bạn thêm một cái ý nữa trong cái bé cá này mà mình rất là ngạc nhiên. Bởi vì các bạn biết là cách đây gần 7 tháng mình đi tuyển cái bé cá này về. Thì thật ra mình cũng rất là kén, mình đi tuyển các bạn. Thật ra là với cái giá tiền thì của mình không có nhiều. Thì các bạn biết rằng cá Quyết Long á, thì nói về giá thì không nói được các bạn. Bởi vì nó giống như chân dài mà, cho nên rằng không thể định giá được. Về vậy thì mình khi mình đi mua mình cũng không dám khen đẹp hay khen xấu hay như thế nào hết các bạn, mà mình tùy vào cái số tiền mình có được để mình sẽ tuyển lựa như thế nào, với cái sự am hiểu tìm tòi để mình tìm làm sao để nó đạt cái tối ưu nhất. Thì các bạn biết là khi mình mua bé cá này size có khoảng 19-20 thôi các bạn, cũng khá là nhỏ. Thì mình riêng cái bé cá này khi mình xác định, các bạn biết rằng là mình đứng mình ngắm bé cá này 4 tiếng đồng hồ các bạn. Bởi vì thật sự mà nói với các bạn là tiền mình không có nhiều. Chứ nếu như đi chọn một bé cá mà nó đẹp á, thì tiền nó nhiều lắm. Mình thú thật với các bạn là mình không có nhiều tiền. Cho nên là mình bù vào chỗ đó là mình phải đi săn lùng, đi tìm tòi. Thì cái bé cá này khi mình xem bé cá trong vòng 4 tiếng đồng hồ đó các bạn, để mình nhận ra nhiều cái tiêu chí của bé cá này và với cái cá size 19 á, thật sự là phẩm chất rất khó nhìn các bạn. Phải là am hiểu lắm, phải quen lắm và phải để ý dữ lắm mới tìm ra. Thì tiền thì không có nhiều mà không thể nào đòi hỏi là một bé cá nó có phẩm chất quá cao được các bạn. Cái này mình chia sẻ thật. Thì ngay cái lúc đó có một cái điểm mà mình nghi ngờ, mình phát hiện cái bé cá này là bé cá này, cái cặp đao của bé cá đó, nó có xu thế là nó hạ đao. Thật sự là bé cá nhỏ thì không bộc lộ ra hết phẩm chất này đâu các bạn. Và nếu như cái người mà bán á phát hiện ra cái điều này mà cá nó thể hiện ra thì giá khá cao các bạn, bản thân mình mua không nổi. Nếu như ngoài những cái yếu tố về body, về mọi thứ các bạn biết rồi ha, thì riêng cặp đao mà là cá mà nó hạ đao giá khá cao. Đây là một cái phẩm chất rất đặc biệt của cá Quyết Long các bạn ha. Thì ngay cái thời điểm đó cách đây 7 tháng mình nhìn nhận ra vấn đề này, nhưng mà mình vẫn nghi ngờ với cách nhìn của mình, không biết nhìn có đúng hay không, mình có đủ kinh nghiệm nhìn được việc này hay không các bạn. Mặc dù là mình nuôi khá nhiều rồi và cũng khá lâu, không dám nói về kinh nghiệm. Thì hôm nay cái clip này sáng nay mình mới vừa quay phim, tức là sau 5 ngày chữa bệnh các bạn. Tức là các bạn biết là 3 ngày đầu tiên á, mặc dù là cá nó khôi phục rất là nhiều như cái clip trước đây nhất mình cập nhật đó, nhưng mà màu sắc cá bị tuột bởi vì cá đang bệnh đó các bạn, xuống hẳn luôn. Thì hôm nay đúng 5 ngày mình quay video lại thì mình cũng khá là ngạc nhiên và chia sẻ luôn với các bạn một cái điều mà mình bất ngờ trong ngày hôm nay nữa. Nghĩa là mình mới quay trở lại cái 7 tháng trước á, cái sự nhìn nhận của mình nó có chính xác hay không các bạn. Chia sẻ với các bạn một chút về vài lời như thế nha. Rồi mời các bạn xem clip. Đó thì trong các clip của mình nó có rất nhiều cái phần mô tả về cái cách điều trị từng cái căn bệnh cho cá rồng. Thì cảm ơn anh em đã tin tưởng mình, giao lưu với mình rất nhiều trong thời gian vừa rồi. Đó thì mời các bạn xem. Và sẵn đây mời các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đây là cái niềm vui chia sẻ cùng anh em trong cái giới đồng ngư của mình. Mời các bạn xem clip. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào các bạn.